Đúng rồi, tranh thủ ngủ cả để còn mai bán đấy chứ. Bà ơi, con ô tô đẹp thế này. Wow, cái tướng con ô tô này tôi ngồi lên á, đẹp phải biết đấy. Ồ, tướng này đó hả? Ừ. Xe máy còn không có, đẹp tương tư. Ờ, thì giờ chưa có, nhưng mà tầm độ 10 năm, 20 năm nữa chắc gì tôi có cho bà xem. Ồ, rồi làm cái gì mà có ô tô? Thì... lung nhông cả ngày, việc làm thì không làm đâu ô tô. Thì bây giờ chưa có thì từ từ tôi kiếm việc làm sau. Thực ra dạo gần đây là tôi có ý tưởng kinh doanh rồi. Tôi chưa nói cho bà nghe thôi. Gì? Kinh doanh đó hả? Nói là tôi nghe cái nào. Tôi tính mở quán trà sữa. Nghe không? Trà sữa? Ừ. Có biết mở quán trà sữa tốn nhiêu tiền không? Mấy trăm triệu lận đó. Đó là quán trà sữa lớn, người ta mấy trăm triệu đúng rồi. Còn mình mở cái quán trà sữa nhỏ nhỏ thôi, đánh vào tâm lý con nít ham rẻ, thế nào trả lời. Thế nguyên liệu kiếm ra chưa? Nguyên liệu là phải ngon. Nguyên liệu mà không ngon là ép chậu mông ra, hai đứa mình ăn cho hết. Thì có tôi mới rủ bà làm, không có tôi rủ làm gì. Ê, tôi nói nghe này, bà biết quán trà sữa Zig Zag không? Có, tôi biết. Đó, tại sao cái quán đó nó nổi tiếng? Nguyên liệu ngon, sạch, thơm. Đấy, trà nó ngon nữa đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình cứ canh cái tầm nào mà nó đóng quán á, nó đổ cái trà kia đi, thì mình ra, mình nhặt về, xong mình phơi khô, mình nấu lại. Thế là y chang nguyên liệu của nó. Trong khi đó mình lại chẳng tốn tiền mua nguyên liệu. Ý tưởng của ông hay quá, đúng là thông minh. Tôi mà lại, ê, ngày mai mình chuyển luôn đi. Rồi, chuyển luôn. Đi, đi, kêu nguội. Kêu đi phơi chè thì không đi, để sai hoài. Này ông, ông đếm thử xem bao cái món trà sữa này tôi nấu nè, có giống như là cái quán sách ở ngoài kia không? Đâu, tôi xem nào. Ê, mở quán được rồi đó. Ngon và vừa ngọt nữa. Được, chuẩn đấy. Trà sữa đây mọi người ơi, trà sữa mới khai trương đây. Bà con nhào vô mua 2 tặng 1, nhào vô trà sữa đây. Đầu kia người ta bán cái gì kìa? Ý, bán trà sữa, đi uống xuống nào. Đi 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 đi. Ê, hai đứa vô mua trà sữa cho chú này. Trời ơi, quán mới khai trương ngon lắm rồi nha. Trà sữa như tiền ly vậy? Có 10.000 thôi mà ngon lắm. Trời ơi, sao rẻ vậy? Chia 2 ly đi chị. Có liền, có liền. Chị, cái gì cho câu nha, nó xung câu lắm luôn á. Ok luôn. Đây. Rồi, để sang đây bà. Đây. Đấy, để tôi đóng cho. Rồi, thêm một ly chanh châu nhiều đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, một ly nhiều chanh châu. Thơm thế. Ly này cũng nhiều chanh châu này nha ông. Ok. Đấy. Đó, đây, nhiều chân trâu của em đây. Này, cảm ơn anh. Chị, em gửi tiền. Uống thử đi em, ngon lắm luôn á. Để em thử. Ôi, sao ngon vậy? Trời ơi, cái hương vị giống như là quán trà sữa. Chính xác vậy đó. Đúng rồi. Trà sữa ngon như vậy á, thì làm sao cái ủng hộ anh chị nha. Nhớ nha. Trà sữa ngon lắm á, cậu uống thử đi xuống nào. Không, không, giống quán chính xác không? Ừ, công nhận hương vị giống rồi đấy. Ừ. Anh, còn mấy chai trà sữa này anh bán không anh? Mấy chai này á là anh đóng không có đá, để cho người ta đưa về bỏ tủ lạnh uống dần. Ngoài ra còn có chân trâu nữa này. Đó, một chai này có 15 ngàn thôi, nhưng trời mà uống ngon cực kỳ đấy. Tiện lợi quá vậy. Ừ. Cái chai này chắc chế là được 2 ly này hả? Đúng rồi. Chưa kể như em mua 2 tặng 1 nữa. Ừ, mua 2 chai tặng 1 chai đó. Ê, Xu Hào, mua về uống không? Rẻ hả? Ly này để uống hết đâu, mua gì cho lắm. Uống không hết đâu Linh Nhi ơi. Sao ông uống trà sữa kém thế? Không bằng con gái được tôi vậy chứ. Một ngày tôi uống được 2 lít trà sữa luôn, thay nước luôn á. Ông mua tôi mua. Anh bán em 2 chai. Ờ, 2 chai tặng thêm 1 chai. Đấy, cầm lấy đi em. Chân châu nữa, em gửi tiền nè. Em, chân châu á, là chị đóng cái mới cho. Anh cho ngon nha.
Đây, của em đây. Xin. Nhớ nha, trà sữa thì bỏ tủ lạnh, còn trân châu đừng có bỏ tủ lạnh. Bỏ tủ lạnh là nó cứng, không ăn được đâu. Trời ơi, chị chú đau quá, cái này em nghĩ phải hoài luôn. Trời ơi, thấy chưa, sáng giờ bán có một buổi thôi mà nguyên được đống này này, mà vốn nó chưa tới 50 ngàn nữa. Lời quá lời luôn đi. Quá lời luôn đó chứ. Ui, ở đây phải tầm 300-400 chứ. Wow, thấy đây rồi, trà sữa ngon vậy sao không uống ngồi nguyên vậy? Ngon thì ngon thật đó, nhưng mà tôi thấy trà sữa này có vấn đề. Nữa, lại bắt đầu nữa. Thì quán người ta mới mở, lấy công làm lời, ông cứ đa nghi hoài. Bà nghĩ xem, quán này hương vị y chang quán trà sữa Chiết Giác, nhưng mà trà Chiết Giác 40 ngàn một ly, trong khi đó thì quán này có 10 ngàn một ly. Đã vậy, mua 2 tặng 1 được chứ. Mệt quá ông ơi, đa nghi hoài, cứ đi về. Bực mình. Bà à, hết trà sữa rồi, dọn quán về thôi. Anh còn bán trà sữa không? Có em. Bán cho em 5 chai mang về đi. 5 chai hả? Dạ. Được, em chờ một xíu nha. Dạ. Mà anh ơi, em mua 5 chai anh có bớt tiền không anh? Anh tính giá sĩ cho em luôn, 10 ngàn một chai, chịu không? Mà em có được áp dụng chương trình khuyến mại mua 2 tặng 1 không anh? Có luôn em. Mà sao em mua nhiều thế? Tại vì trà sữa anh ngon quá, em mua về bán lại cho mấy đứa trong lớp đó mà. Được luôn. Chết rồi, hết trà sữa mất rồi em ơi. Hay là em chờ đây một xíu để anh chạy về nhà, anh lấy thêm nhá. Dạ. Chờ xíu nha em, ông đi đi để anh cho. Tôi đi ngay. Chờ xíu nha em. Dạ. Alo, ba hả? Dạ, để con về liền. Chị ơi chị, hôm sau em ghé mua nha chị. Ba em gọi em có việc về gấp. Cái thằng này. Ồ, tiền về. Cái con nhỏ này nó ẩu đi, mình kêu nó rửa chai rồi nó không thèm rửa. Đúng là lười quá mà. Thôi, khách đến rồi, mất bừa quá thôi. Rồi. Trân châu luộc mới ra lò đây, để múc cho khách hàng thượng đế nào. Ngọt ngon, đôi dẻo vừa phải. Đúng rồi, tranh thủ ủ trà để còn mai bán đấy chứ. Đi giao trà sữa cho khách hàng nào. Thì ra đây là nó sẽ xuất trà sữa. Cái gì đấy? Hình như là trà sữa. Còn cái này sao nước đen ngon thế nhỉ? Trân châu à? Mùi gì thế nhỉ? Mùi khó chịu quá. Đấy, trà trân châu à? Sao có mùi cao su non vậy ta? Không nhãn mát gì hết. Còn những chai lọ này sao vứt lung tung ra? Mùi hôi khó chịu quá. Hình như chai lọ này cậu ấy tái sử dụng lại thì phải. Còn đây là chứ. Rồi, nước đen ngòm. Ồ, trà. Mình phải quay lại để làm bằng chứng được. Hai người này thật vô lương tâm, vì đồng tiền mà bán sức khỏe của người khác. Ai phơi gì thế nhỉ? Trà, sao mùi quen thế nhỉ? Giống như mùi trà phía trong cái xô kia. Mình hiểu ra rồi, hai người này đã sử dụng trà thải của các quán khác phơi lại để tái sử dụng. Mình phải chụp hình lại mới được. Trà sữa tới. Đâu khách đâu ạ? Ông Quỷ, ông đi lâu quá nó về mất tiêu rồi. Vậy thôi, mớ này mai bán tiếp, bà cứ là tôi hoài. Tôi dọn hàng đi. Thôi dọn đi. Nay lời tao không nhỉ? Trà sữa em ơi. Thích quen. Hai đứa lại tới mua trà sữa nữa hả? Mấy chai. Dạ, hôm nay tụi em không tới mua trà sữa, mà tụi em tới mua cao su non. Dạ đúng rồi. Quán anh chỉ bán trà sữa với trân châu, làm gì có cao su non, em đi lộn tiệm rồi. Vậy mà em phát hiện ra trân châu của nhà anh được làm từ cao su non đó. Cái thằng này lần trước tới quán chị bom hàng 5 chai trà sữa, bây giờ còn tới phá quán à? Ông xử nó. Để tôi, giờ muốn sao? Ông ra có một bát nha.
Dạ chị ơi, em gọi 115 chứ không phải gọi 113, em lộ số. Trước khi ra đây thì tôi đã chụp hình ảnh nơi sản xuất trà sữa bột của anh chị và phát hiện trân châu được làm từ cao su non. Và tôi chính là nạn nhân, sau khi uống trà sữa của anh chị thì tôi đã bị ngộ độc thực phẩm và bây giờ hai người phải trả giá. Bà đó, bà xúi tôi làm đó. Đừng có vào nha, ông cho tôi làm đó. Tôi có gì bỏ qua cho anh chị đi em. Nha, hai đứa ơi. Vì đồng tiền mà hai anh chị bán rẻ sức khỏe của người khác, mời hai anh chị lên phường cùng tôi. Tại ông không quỷ. Yeah, vậy là hôm nay phá được một án nữa rồi. Hôm nay ăn mang gì tôi sao? Anh hả? Tôi không biết nữa. À đúng rồi, hay là đi uống trà sữa đi. Trà sữa nữa hả? Nhưng mà tôi là ông. Được, đi thôi.